Ai trải qua một lần vượt cạn hay bước sang tuổi 30 thì mới hiểu, lượng dầu mỗi lần tới kỳ dần ít đi hoặc ngắn ngày lại. Mỗi lần tới kỳ đau bụng dữ dội, khí huyết bị suy giảm, da khô và lão hóa, bắt đầu xuất hiện những đám nâu, sạm. Lúc này ưu tiên uống cốc trà gừng đường nâu thảo mộc này giúp chị em cải thiện được những tình trạng trên một cách tích cực. Sự kết hợp của gừng, đường nâu, táo đỏ, kỳ tử, long nhãn, nụ hồng. Gừng theo đông y tinh ấm, giúp sản sinh nhiệt, dưỡng ấm cơ thể, đặc biệt giảm đau bụng kinh khi tới kỳ rất tốt, giúp kích thích tuần hoàn máu. Cùng đường nâu chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như sắt, kali, magie, giúp cơ thể sản sinh hồng cầu, cải thiện tình trạng thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt thường gặp trong ngày đèn đỏ. Thêm kỳ tử có tính bình, kết hợp cùng táo đỏ, long nhãn và nụ hồng, bổ âm, bổ máu, khí huyết còn được lưu thông. Cách pha thì vô cùng đơn giản, cho hết gói trà vào ly với 300ml nước nóng, sau đó ủ tầm 10 phút cho viên đường tan. Chị em đã có ngay một ly trà vừa dưỡng âm vừa dưỡng nhan rồi. Duy trì đều đặn một tuần từ 2 đến 3 lần, sau 2 tháng chị em sẽ thấy tổ ấm, sức khỏe thay đổi tích cực, nhan sắc cũng được thăng hạng. Này không phải là thuốc và cũng không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu nha.